Câu 2, đề 11, thực chứng đề lý. Biên độ của nó dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào ý A, pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng hệ. Câu này đúng. Ý B, biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng hệ. Câu này sai. Ý C, tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng liên hệ. Câu này sai. Vì là biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và tần số của ngoại lực. Ý D, lực cản tác dụng liên vật. Câu này sai. Tại vì nó còn phụ thuộc lực cản nữa. Suy ra ta chọn ý A. Chúc em học tốt.